xin chào cô chú anh chị. Và chiếc ghe tâm bản em đã quên lúc sáng thì anh Kiên Giang anh vừa chốt xong rồi, bây giờ anh chạy xuống anh lấy luôn rồi. Đây, cảm ơn mọi người luôn theo dõi kênh của Tâm, ủng hộ kênh Tâm nha. Mọi người xem kênh bấm nút đăng ký kênh giúp em. Và bây giờ kiểm tra lần cuối, nhấn bánh lái, kiểm tra lần cuối nữa thôi là anh về Kiên Giang. Rồi, mọi người đón xem clip thử ghe nha. Và mọi người ưng mắt những chiếc nào còn lại của em liên hệ số điện thoại em để bên dưới nha. Đa tạ mọi người ủng hộ kênh của Tâm. Số điện thoại em để trực tiếp và giá cả lúc nào em cũng cập nhật cho mọi người hết, chứ không có giấu giếm giá cả gì hết, không có coi mặt mà gửi về nha. Toàn bộ ghe thì lúc nào em cũng quay từng chi tiết, và ghe lúc nào em cũng đi săn những chiếc ghe ngon về cho mọi người thôi. Đây này, và bây giờ gắn bánh lái vô test ghe. Mời mọi người. Rồi, test ghe, test lần cuối cho anh chị về Kiên Giang luôn. Đây anh chủ ghe đẹp tay đây. Công đoạn cuối cùng cũng đã xong, mới móc kiểm tra kỹ, xe cầu đã xuống, đồ đạc cũng đã xuống cho anh rồi. Ok hết rồi. Giờ gia đình chuẩn bị lên đường tại Kiên Giang thôi. Ghe rất đẹp mọi người. Em chỉ bán những chiếc ghe đẹp như vậy thôi. Và em không bán qua trung gian nha mọi người nhé. Giờ em bán trực tiếp tại nhà, chứ em không có chỉ cò lái gì hết. Và hiện tại em còn chiếc 35 triệu và cái teo ngoài kia là 25 triệu nha mọi người. Con nào được mọi người cứ liên hệ số điện thoại để bên dưới nha. Đa tạm. Thì bây giờ mày xách cái van xuống rồi chích cái lọ lại cho. Đó, hai cái luôn. Mày hai cái nổ luôn. Rồi, tạm biệt nhà mình nha. Dạ, thuận buồm xuôi gió là phát tài luôn. Ghe đại đi anh. Gớt cái mỏ ghe cậu tung luôn. Rồi, thuận buồm xuôi gió nha. Dạ. Rồi, đa tạ cả nhà. Về nhà điện cái nha. Dạ rồi. Rồi, tâm bản về Kiên Giang xong, hoàn thành thủ tục. Dạ không, không có vòng rồi. Dịnh bên lái ra. Anh đi xà lan mà. Chiếc xuồng gãy làm bốn luôn. Rồi, ghé lại ra. Ok. Dạ, xong nước anh gành, nãy ra tới đó anh biết đường hết rồi. Rồi, tạm biệt. Bye bye.